Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Simply Speaking English, nói tiếng Anh đơn giản. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái bí quyết phát âm chuẩn, cực kỳ dễ và một điều quan trọng là không cần nỗ lực mà nói tiếng Anh chuẩn mới ghê nha. Rồi để làm rõ cái vấn đề này, tôi sẽ bắt đầu phần thứ nhất là phần suy đoán. Mình suy đoán những cái sai lầm để bạn nói không được tiếng Anh. Đó. Rồi mình vào thứ nhất. Đó là cái sai thứ nhất. Là cái sai thói quen. Ngay từ lúc bắt đầu học, bạn đã đọc không đúng. Cho nên nó hình thành và trở thành những cái thói quen rất là khó thay đổi nha. Rồi, cái sai thứ hai là bạn không biết sai để sửa. Khi nghe người nước ngoài đọc, bạn lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nghe sai sai, kỳ kỳ, đúng không? Bạn cố gắng đọc theo, nhưng đâu lại vào đó, giọng nó cứ thô thô vậy á. Rồi, tôi đến cái sai thứ ba. Đó là cái sai thiếu tự tin. Bạn đã rơi vào cái tình trạng là hoang mang, không biết mình đọc đúng hay sai. Cứ nghĩ mình làm không được, sinh ra đã có chất giọng không hay, dở ẹt. Rồi lại mang ý nghĩ đó trong đầu, phá hủy luôn cái động lực học tiếng Anh. Đó, rồi đến cái sai thứ tư, bạn chán nản, bỏ cuộc. Bạn cảm thấy khó, không biết bắt đầu từ đâu. Chán nản, bỏ cuộc, vậy là chậm hết. Đó, vì cái điều này bạn không biết cách, nên tôi mới tạo ra được cái video này để giúp bạn học tiếng Anh. Thông qua phần tiết lộ, bí quyết để học đúng và hay. Muốn nói đúng tiếng Anh thì điều đầu tiên chúng ta phải làm điều ngược lại bạn. Nói đúng phải trở thành một thói quen. Nói những từ đơn giản nhất, tạo cho mình một cái gì đó tự nhiên, quen thuộc, bạn sẽ nói được. Các bạn yên tâm vì cái phương pháp này tôi đã làm và sử dụng rồi. Tôi đã dạy cho học trò của tôi nó hiệu quả. Tôi chắc chắn như vậy. Vậy trước khi vào cái phương pháp này thì các bạn hãy chuẩn bị cho tôi một ít vật dụng. Vật dụng để học một cách hiệu quả hơn. Cái thứ nhất là một cuốn tập. Đó, chuẩn bị cho tôi một cuốn tập hoặc là một cái cuốn sổ. Cái thứ hai là một cây bút chì. Mà vì sao lại sử dụng cái bút chì thì tôi sẽ nói vào cho các bạn sau. Cái thứ ba là một cục gôm. Bút chì á, thì tôi khuyến khích các bạn học tiếng Anh. Vì sai ở đâu thì mình xóa, mình sửa ở đó các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn viết ra những từ dễ đọc và thường xuyên gặp. Đó là bắt đầu viết cho tôi 5 từ có đuôi kết thúc bằng chữ T. T là chữ tờ đó các bạn. Tôi nói đơn giản như chưa luyện đọc tiếng Anh để các bạn nào mới học, mới bắt đầu học thì sẽ thấy được cái sai của mình nha. Rồi bây giờ ta qua phần luyện tập nè. Ta bắt đầu chữ T. Chữ tờ đó các bạn. T đọc là T. Chữ nào mà kết thúc bằng thì chúng ta ghi ra. Tôi liệt kê giúp các bạn nha. Ant, cat, pet, get, put. Các bạn nghe có lạ không? Thì cái âm t cuối cùng thì tôi bật lên là t, đưa lưỡi ra kề răng nha. Các bạn đọc to lên. T, t. Ant, cat, pet, get, put. Đó, các bạn các bạn đọc đi, đọc lại nhiều lần sẽ nhớ. Qua phần âm thứ hai, đó là S, S. Rồi, tôi gợi ý các bạn từ vựng nha. Pens, tables, books, boys, girls. Âm này thì đơn giản hơn một chút. Chúng ta xì mạnh nó ra nha các bạn. Để ra được cái âm này thì các bạn phải để cái răng mình ngay cái lưỡi á, lưỡi sát vào cái răng. Pens, tables, books, boys, girls. Đó. Rồi ta lại tiếp tục qua âm thứ ba. Đó là R, R, R. Từ gợi ý cho các bạn là car, car, door, door, cheer, 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 ear,
Ear, các bạn nghe không? Cái đuôi cuối cùng thôi. Car, door, dear, cheer, ear. Đấy, rất đơn giản luôn các bạn. Cong lưỡi lên và đọc thành R. Đó, các bạn nhớ thử nhiều lần nha. Tiếp tục vào ca âm t. Đấy, thử xem từ ví dụ là gì. Art, bird, weekend, fight, code. Đó, các bạn thấy không? Từ t. Như vậy đấy, các bạn t. Nhưng mà âm là âm gió nha. T, art, bird, weekend, fight, code. Đấy, tiếp tục tập vào phần âm K. K. Âm này là mình khạc ra nha các bạn. Milk. Black. Work. Back. Duck. Đó, các bạn khạc mạnh cái âm cổ mình ra. K. Đấy. Milk, black, walk, back, dark. Đó, mình khạc ra. Rồi, tới âm thứ 5. Đó, cắn cái lưỡi mình, dùng cái răng cắn, đẩy vào trong. Bath, with, mouth, faith. Đó, bật đọc to lên nha. Bat, with, mouth, faith. Đấy, rồi, ta qua âm tiếp theo, đó là H, gọi là sh. Đó, các bạn xì ra, mạnh lên. Brush, fish, cash, rubbish, wash, brush, fish, cash, rubbish, wash. Đó, cong cái lưỡi nha các bạn. Các bạn nhấn mạnh lên. H. Đó, các bạn nhận lại nha. Qua âm tiếp theo, đó là ch. Đó, đọc to, rõ lên các bạn. Watch, which, lunch, church, teach, watch, which, lunch, church, teach. Các bạn bật âm mạnh lên. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Âm cuối cùng là ST. Must. Trust. First. Forest. Best. Đó, các bạn sắp. Đây là những âm cực kỳ đơn giản và dễ đọc, dễ nhớ, dễ ứng dụng. Video sau tôi sẽ giúp các bạn đọc và những âm, những cái phát âm của từ quá khứ để các bạn nói mà không sợ người ta cười. Rồi tôi qua phần 3, đó là phần kết thúc. Đến đây thì bạn đã hình dung được những gì mình đã học rồi đúng không? Bây giờ chỉ cần nhẩm nhẩm những cái từ quen thuộc, gần gũi nhất. Mình nhìn lên cơ thể mình một lần nè. Mình nhìn ra ngoài những gì xung quanh mình như arms, legs, head, tables, chairs, book. Đó, bạn thấy chưa? Cực kỳ dễ đúng không? Nếu bạn nghe một lần mà vẫn chưa thấm thì bạn nghe đi, nghe lại nhiều lần. Bạn sẽ nói được. Mỗi ngày bạn dành một ít thời gian, bạn sẽ làm được. Và nghĩ về cái viễn cảnh của bạn có thể nói chuyện với người nước ngoài rồi đấy. Vì bạn đã có một vài vốn từ
Rồi hãy nghĩ tới cái cảnh mà mình xài những từ đó ngon lành, người xung quanh nhìn ham hố, đồng nghiệp ghen tị và sự nghiệp của mình thăng tiến. Đấy, tôi chúc các bạn có thể nói chính xác những từ bạn muốn nói. Video sau tôi hứa tôi sẽ giúp các bạn luyện những âm khác để hoàn thiện cái kỹ năng phản xạ, nhìn thấy chữ là đọc đúng. Rồi tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Goodbye.